Vâng, xin kính chào quý bà con và các bạn ham mê nuôi ong trên mọi miền Tổ quốc. Thế chiều nay là ngày mùng 2 tháng 12 2023. Thế thì tôi vẫn tiếp tục chia đàn. Thế thì nhiều bạn hỏi là bây giờ còn tiếp tục chia đàn được nữa hay không? Hay là còn tạo chúa thì và nhân đàn không? Tôi thì xin trả lời các bạn là nếu như hàng năm thì chúng ta là kết thúc nhân đàn trong mùng kết thúc nhân đàn là cuối tháng 12 là chúng ta cuối tháng 11 là chúng ta kết thúc nhân đàn. Đấy, cuối tháng 11 như hàng năm là cuối tháng 11 là kết thúc nhân đàn. Nhưng năm nay với lý do tại sao là nay mùng 2 tháng 12 mà vẫn nhân được đàn với lý do là thời tiết năm nay là nhuận một tháng. Thế cho nên lý do chúng ta có thể vẫn chia đàn tiếp tục được đến 20 tháng này. Bởi vì thời tiết năm nay là cũng rất là nhuận, nó nắng nhiều và rét thì chưa đến, có rét nhưng mà rét bây giờ rét như ngày hôm nay thì ong vẫn đi ra phối được nhá. Thế nay nhiều bạn hỏi là rét thế này có nên chia đàn không, thì vẫn chia nhá. Các bạn chia rồi nó lại nắng, hôm nay tôi vẫn chia, chiều nay tôi vẫn chia. Thế nên công việc của tôi sáng nay thì hướng dẫn cho bà con là chống rét, nhưng chiều nay thì công việc của tôi lại khai thác những cái mũ thúa tiếp tục cắm vào những đàn chia. Và trại ong của tôi hiện tại là đàn bốn cầu là đã bán hết rồi, đàn bốn cầu đã bán hết rồi, và chỉ còn một hai vài đàn bốn cầu nữa hôm nay thì chia nốt là hết, không để đàn bốn cầu bây giờ, mà còn những đàn bốn cầu nào bây giờ thì chúng ta phải chia hết, và tôi phải chia bù lại những cái đàn ong mà vừa rồi bán. Thế thì trại ong của tôi hiện nay tạm dừng thời điểm này là không bán nữa, thì tôi lại phải chia đàn để bù lại những cái đàn bán. Thế thì bây giờ tổng trại ong của tôi bây giờ hiện nay là còn chỉ còn có 45-50 đàn thôi, là những đàn ba cầu thôi, thì tôi lại chia bù lại những cái đàn mà đã bán đi. Thì trong thời gian ngắn này, vụ này tôi phải chia tiếp tục là gấp đôi, thì nó phải được là 80 đàn, để duy trì 80 đàn. Thì còn tiếp theo tôi chia xong và nó phối giống và chúa đẻ thì tôi lại tiếp tục bán, ai có nhu cầu mua đàn hai cầu ba cầu thì để tôi tạo chúa và tôi nhân đàn và chia chúa đẻ đều, thì bà con chúng ta lại tiếp tục mua nhé. Còn thời điểm này ngày hôm nay là 2 tháng 12 thì ta tạm dừng bán ong giống để tôi còn phải thay chúa, tạo chúa và chia đàn bù lại những cái đàn mà bán. Thế thì chiều nay có hai cái nội dung, một là tôi khai thác mũ chúa và quý bà con chúng ta sẽ xem là cái mũ chúa già nó như thế nào và mũ chúa chưa khai thác được nó như thế nào, và tiếp tục hướng dẫn bà con chúng ta cắm vào đàn chia. Đấy, thì đây là cái đàn ong ba cầu đang làm mũ chúa. Thế thì chiều nay tôi vẫn khai thác mũ chúa và tiếp tục đi chia và đi cắm những cái mũ chúa. Thì thời tiết này là thời tiết nhuận một tháng, chứ chúng ta cho phép làm muộn được cho đến trung tuần tháng 12 là vẫn được nhé, là trung tuần tháng 12 dương lịch nhé. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ xem này. Đây là cái đàn đang nuôi dưỡng mũ chúa đấy, đàn vẫn đang nuôi dưỡng mũ chúa. Còn cái mũ chúa này là cái mũ chúa mà nó tạo từ trứng ở trong cái bánh tổ nhá. Mũ chúa này bà con đừng phá đi nhá, tuy rằng tạo của chúa nhưng trong cái bánh tổ nó có nhiều những cái mũ chúa mà nó tạo từ trứng và ấu trùng một ngày tuổi, thì chính cái con này là cái con rất tốt. Đấy, chúng tôi kinh nghiệm rồi, trước nước chúng ta theo lý thuyết thì chúng ta khi tạo chúa cầu trùng thì ta lại phá những con này đi, con này rất tiếc nhá, con này chúng tôi để lại bởi vì nó chủ động nó tạo từ trứng, tạo từ ấu trùng một ngày tuổi, nó còn tốt hơn là cái cầu chúa ta khi trùng nhá. Thế nên là tôi kinh nghiệm sẽ tốt hơn. Thì theo lý thuyết thì người ta bảo vặt đi, nhưng tôi không vặt đâu, tôi để những cái con mũ chúa này tôi vẫn cắt đi chia đàn, chất lượng rất tốt. Tôi theo dõi hàng mấy chục năm nay là chất lượng của mũ chúa sau khi ta di trùng thì những con này tiếp tục nó vén bờ từ cái một ngày tuổi và từ trứng thì lại tốt hơn những con ta di trùng nhá. Tôi đã thí điểm rồi nhá, chúng ta để lại đừng phá đi nhá. Còn đây là cái cầu chúa chiều nay tôi khai thác và chia tiếp nhé. Và chúng ta nhận định những cái con mà chúng ta khai thác và chúng ta chưa nhìn được độ tuổi ngày thì chúng ta sẽ xem này, tôi khai thác, tôi hướng dẫn bà con là cái mũ chúa già là chúng ta khai thác.
Vâng, trên tay tôi là đây là cái đựng búa chúa khai thác và con dao. Ta khai thác nhẹ nhàng nhé. Vâng, như vậy là chúng ta sẽ khai thác dần dần. Khai thác dần dần làm một lúc thì không kịp. Nên chúng ta phải khai thác trong vòng ngày nay và ngày mai vẫn khai thác tiếp. Thì chúng ta sẽ xem nhé. Đây, tôi đã khai thác bao nhiêu con rồi. Thì chúng ta khai thác những con nào già chúng ta cắt trước. Thì tôi giới thiệu bà con này. Những con mà già già mà vàng đầu như thế này, vàng như thế này này, những con này đã mạo nạo mỏng đầu như thế này rồi, nó không còn cái một điểm trắng ở đây nữa là nó sắp nở nhá. Đây ạ, nó không còn điểm trắng đây nữa thì ngày kia nó nở, ngày kia nở thì ngày nay là ngày thứ 11, ngày rưỡi 12 ngày như thế này, nó phải nở ngày thứ 13, có thể 13 ngày rưỡi về mùa rét này nó sẽ chậm nhá. Và tôi sẽ cắt một con. Quý bà con đã xác định này, không xác định ngày thì cái mũ trắng trắng này là nó sẽ muộn, cái trắng trắng còn cái đầu trắng trắng là cái con này sẽ muộn hơn một ngày, muộn hơn một ngày so với con này. Khi nào cái con còn trắng trắng đầu thế này là quý bà con đừng khai thác nhé, con này sẽ muộn, muộn hơn một ngày. Đây ạ, tức là nó chưa nạo mỏng hết, nó chưa nạo mỏng hết là chưa đến cái ngày chuẩn bị nở. Còn nó con này là cái con nạo mỏng hết rồi, không còn tí nào trắng trắng ở đầu rồi nữa là cái con này sắp nở nhá, là con này sắp nở đấy, phải phân biệt như vậy. Đây, giữa hai con này có phải khác nhau không? Con này là cái con mà nó sắp nở và cái con này còn tí đầu trắng này nó sẽ chậm hơn một ngày nhá. Đấy, chúng ta sẽ xác định được là con nở trước là nó sẽ trắng hết, nó sẽ vàng hết, con nở muộn thì nó còn một tí trắng như thế này, tức là nó chưa nạo mỏng hết đầu. Đấy là chúng ta nhận biết bằng mắt nhìn, nên nhiều người là không biết mắt nhìn. Chúng ta khi mà mũ chúa còn một tí trắng thế này là nó chưa thể nào được, và chúng ta theo dõi bắt đầu từ khi mà đã vàng đầu và hết cái màu trắng thế này là chúng ta cắt được, còn cái tí màu trắng ở cái đầu này chúng ta chưa khai thác được. Đấy, thì chúng ta nhận biết rõ ràng như vậy. Bây giờ quý bà con chúng ta sẽ theo dõi tôi đi chia đàn, tôi chia đàn và tôi cắm mũ chúa thế nào nhé. Vâng, đây là cái đàn ong bốn cầu ở cái vị trí bốn cầu đấy nhé. Bây giờ tôi chia sang đây hai cầu, hai cầu này hai cầu không có chúa và hai cầu này hai cầu có chúa này, hai cầu có chúa này. Đấy, thì chúng ta khi chia là tôi đã chuẩn bị trước, khi trước đi cắt mũ chúa, lúc nãy tôi cắt mũ chúa thì tôi đã chuẩn bị trước rồi, chuẩn bị trước rồi ta cắt mũ chúa thì chỉ phải gắn thôi rồi vào thôi. Còn đàn này là cái đàn hai cầu mà nó có chúa nhé, tôi tìm nó có chúa rồi. Đàn này là đàn hai cầu có chúa đang đẻ nhé. Đây, có chúa đang đẻ. Và cái đàn này tôi chia sang đây hai cầu là cái đàn này không có chúa. Thì là ta cắm một chúa vào đấy tôi phải cắt chứ. Còn cái vị trí là điểm giữa đây tôi chia song song hai bên. Đây, đây là cái đàn này là đàn không có chúa nhá. Tôi chọn ra đây không có chúa rồi. Đàn này là đàn không có chúa, bây giờ ta cắm mũ chúa vào đây. Tao cắm mũ chúa vào cái điểm này nhá. Cắt xả cầu 3 phân. Giờ ta sẽ lấy mũ chúa già ta cắm vào. Cái này tôi làm nó không có đón nên nó hơi khó, nhưng mà kỹ thuật cắm thì chúng ta phải biết, cắm lõm vào nhá. Cho ngón tay lõm vào và ta cắm.
ta cắm giữa phần mật và phần phấn nhá, giữa phần mật và phần phấn thì ta sẽ quay trở lại nó vào cái phần giữa, đưa nó vào giữa, đưa vào bên giữa hai cái kẹp và hai cái cầu nhá. Đây ạ. Như vậy là tôi hướng dẫn chia song song 4 cầu. Chia song song mỗi đàn 2 cầu rồi, tôi đã làm xong. Bây giờ quý bà con theo dõi thì chia đàn 3 cầu mà đấy là 1 cầu để chia. Chia 1 cầu nhá. Rồi tôi chia 1 cầu cũng song song. Chúng ta dừng lại ra đàn chia 1 cầu nhá. Vâng, như vậy là chúng ta lại đến cái đàn chia 1 cầu. Lúc nãy là đàn 4 cầu chia song song. Bây giờ là cái đàn 3 cầu cũng chia song song. Thế nhưng mà song song lệch quân, lệch cầu. Thì người ta gọi là song song lệch. Thì đàn này là đàn 3 cầu chứ lấy sang đây 1 cầu. Còn đàn này để lại 2 cầu, có chú cú đang đẻ. Con chú cú là đang đẻ cái đàn này nhá. Thế còn lấy sang đây 1 cầu là không có chúa. Thì chúng ta sẽ gắn của chúa vào như lúc nãy. Gắn của chúa vào như là cái đàn, như cái đàn chia song song lúc nãy. Nhưng đàn này là có chỉ có 1 cầu thôi. Thế thì cái đàn 1 cầu này là chúng ta phải chống rét cẩn thận. Vì đó một cầu cho nên là tôi đã chống rét tử tế rồi. Thế còn những cái đàn 2 cầu và 3 cầu thì chúng ta cứ bình tĩnh chống rét, chưa rét lắm. Nhưng mà đàn 2 cầu 3 cầu thì nó sức chịu động đựng nó chống rét được nhiều hơn. Thì đây đàn 1 cầu thì tôi làm chống rét rất là cẩn thận, tôi đã hướng dẫn lúc sáng rồi. Và đàn này tôi chia 1 cầu lệch để tôi sẽ gắn mũ chúa. Bây giờ quý bà con chúng ta xem cách gắn mũ chúa của 1 cầu nhé. Đây đây là cái đàn này, đàn là tôi đã chia ra đây 1 cầu rồi, lấy ở đây sang 1 cầu và đàn là 2 cầu như tôi đã nói rồi. Thì cách chống rét thì được quý bà con chúng ta đã theo dõi cách chống rét của tôi rồi. Đây là, nó cũng phải đông thế này nhá. Đây là cái ván ngăn, đấy là cái ván ngăn rồi. Bên này cái ván ngăn sáng quý bà con xem rồi. Bây giờ tôi gắn mũ chúa vào đàn 1 cầu chứ, ta cũng gắn hình thức như lúc nãy thôi. Ta tiếp tục gắn này. Hãy nhìn vào con nhìn thấy cửa. Cách chia gắn mũ chúa 1 cầu, đàn 1 cầu. Đây nó đậu nó ủ mũ chúa lên đây này. Mũ chúa này phải ngày kia mới nở nhá, phải ngày kia mới nở. Vậy là ta đẩy lại. Và cái bước tiếp theo là không thể quên được. Sau khi gắn mũ chúa thì chúng ta phải mở cửa, mở cửa chắn chúa để cho chúa nở, chúa còn đi định hướng cửa tổ và đi phao giao phối. Ta phải nhớ nhất là cái cửa này nhé. Nếu chúng ta chia đàn vũ chúa tơ mà lại quên không mở cái cửa này thì chúa nở ra không đi giao phối được là hỏng nhé. Nên khi gắn vũ chúa là phải nên nhớ là phải mở cửa chắn chúa này ra, mở cửa chắn chúa ra để chúa có đi giao phối nhé. Thì trong 10 ngày tiếp theo, 10 đến 15 ngày tiếp theo thì chúng ta có một đàn ông đẻ 1 cầu và lúc đó thì chúng ta lại viện trợ mua đồng viện trợ nhé. Thế cái đàn bên này đấy ạ. Cái đàn bên này lưu ý, chúa đã đẻ rồi, chúa tơ tôi cũng thay rồi và đã đẻ rồi. Thì lưu ý không để con chúa bên này về nhầm. Thì chúng ta sẽ đóng cửa bên này lại nhé. Đóng cửa bên này lại. Sập xuống. Cửa tổ bên này là phải đóng sập cửa xuống. Đề phòng con chúa tơ bên này. Nó đi bay giao phối, nó về nhầm tổ thì bên này bị đóng rồi. Bên này bị đóng. Bên này bị đóng nó không vào được, nó loanh quanh thì nó lại nhớ về cái tổ của nó. Mà con nhớ nhé. Cái chắn chúa này rất có lợi. Hai đàn, khi một đàn chia đàn, một con chúa đã phối giống mà đã đẻ từ trước thay rồi thì chúng ta nên nhớ là đóng cửa lại, đóng cửa chăn chúa lại, đề phòng cái con này bây giờ mới chia thì nó về nhầm bên này, nó không vào được
thì nó bắt buộc nó lại tìm nó về bên này. Đấy là một cái kinh nghiệm của tôi. Thế cho nên là Chúa không bao giờ bị nhầm sau đoạn này. Lý do là tôi đóng cửa. Đấy, cho nên quý bà con nhiều khi là nhiều cái bảo Chúa phải nhầm, Chúa phải nhầm là lý do là mình không có chắn Chúa. Không có chắn Chúa ở cái cửa mà chúng ta chắn là cái đội đàn mà Chúa đang đẻ. Thì ta chỉ cứ mở cái đàn đàn này thôi. Đấy. Thế thì tôi vẫn tiếp tục đi chia. Chiều nay thì buổi sáng là làm cái video mà hướng dẫn cho quý bà con vào cái cách chống rét rồi. Thì tôi cũng đang chống rét mà tôi chỉ chống rét những cái đàn một cầu và những đàn yếu trước đã. Những đàn một cầu trước đã. Còn những đàn hai cầu, ba cầu, thậm chí những cái đàn ba cầu, đàn những đàn khỏe thì ta làm sau cũng chưa cần chống rét vội, thời tiết này cũng chưa rét lắm, mà chủ yếu là cái đàn chống rét một cầu trước đã. Thế thì làm dần dần, làm một lúc không thể hết. Thế thì tôi tiếp tục và cũng lại đi chia những cái đàn ba cầu một cầu rồi, còn những đàn nào bốn thì chia đôi. Thế thì trại ong của tôi thì vừa rồi bán nhiều, thế là bây giờ lại phải chia bổ sung và hoàn lại cái số bán. Thì trại ong từ giờ đến cuối năm là phải đầy đủ bằng cái số đã bán đi. Đấy là cái kỹ thuật nuôi ong của người Nhân Đàn, và chúng ta bán giống ong, và tạm thời bây giờ là chúng ta dừng lại, tôi dừng lại không bán giống ong nữa, để đợi đợi những cái đàn này lên 2 đến 3 được tiếp tục lại thông báo bán tiếp theo. Đấy. Thế thì chiều nay chia sẻ quý bà con là cái cách nhân đàn cuối vụ và thay Chúa cuối vụ. Vâng, video này hết. Quý bà con và các bạn thấy hay thì chia sẻ đăng ký kênh và bình luận phía dưới nhé. Vâng, xin chào.